Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Healthy Life 1986 về chủ đề review cuộc sống nông trại thôn quê. Hôm nay chúng ta cùng đến với một người phụ nữ đi vào vườn hái những trái dâu tây thật là ngon, mọng nước và ăn tại chỗ. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Chúng ta có một người phụ nữ đi vào một vườn dâu, đi hái dâu tại vườn dâu rất là to khi mênh mông bạt ngàn với những luống dâu được trồng theo hàng, và những trái dâu này đã chín đỏ, to, mọng nước, rất đẹp, ngon quá, hấp dẫn quá. Rất to, những trái nào to, màu đỏ, tươi thì đã chín ngon rồi, có thể ăn được rồi. Người phụ nữ này hái nhiều dâu, bỏ vào trong một cái giỏ. Dâu quá. Cắn một miếng ăn một trái tại vườn. Cảm giác thật là tuyệt vời, hấp dẫn. Dâu rất là ngon. Người phụ nữ này tiếp tục hái những trái dâu, hái khá là nhiều. Cảm giác hái tận nơi tại vườn rất là thỏa thích, vui vẻ, hứng thú. Cái này to ngon quá thì tiếp tục ăn một miếng thôi nào. Cảm giác thưởng thức tại vườn vừa tươi ngon, ăn tại chỗ luôn thì rất tuyệt vời. Vừa hái dâu vừa ăn thì thật là thú vị. Vườn dâu này rất là nhiều, trái đang đến độ chín rồi. Vườn dâu này thật là tươi tốt. Một phụ nữ này hái nhiều quá, quả là một người thích ăn dâu. Rất nhiều trái dâu. Ngon thì ăn tại chỗ thôi, không thể hoãn sự sung sướng đó lại. Đấy, khá là nhiều. Thật là hấp dẫn quá. Màu dâu tây thật là đẹp. Rất là nhiều trái. Người phụ nữ này tiếp tục hái dâu, hái thêm những hàng khác, rất là nhiều trái. Vườn dâu ở đây thật là sai. Rất nhiều quả dâu đang chín đỏ tươi, hấp dẫn, xinh đẹp. Người này hái một cách thỏa thích, hái rất nhiều, hái 2 khay rồi. Cái dâu ngon, chín, ngon thì ăn tại chỗ luôn. Cảm giác rất là hấp dẫn, như ai cũng thích. Rất là nhiều trái dâu. Màu sắc rất là đẹp. Những trái dâu tây mọng nước thật là ngon. Vườn dâu thật là rộng rãi, tốt tươi. Một cảm giác và không khí rất là yên bình, mát mẻ. Sau khi hái đầy 2 khay đựng dâu, 2 giỏ dâu thì cô gái đi đưa cho người ở vườn cân thanh toán và mang về. Vâng, video đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ủng hộ mình để mình có thêm động lực làm thêm những clip hay phục vụ cho các bạn nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.